Vương Nhất Bác chưa từng dính tin đồn hẹn hò bạn diễn nữ nhưng bị nghi yêu đương Tiêu Chiến, vì sao? Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, đời tư của Vương Nhất Bác cũng được đông đảo khán giả quan tâm. Năm 2022 đánh dấu hoạt động mạnh mẽ của Vương Nhất Bác ở mảng điện ảnh. Bên cạnh Vô Danh và Người Bạn Của Tôi, nam diễn viên sắp ra mắt dự án Nhiệt Liệt. Phim dự kiến sẽ đổ bộ tại các rạp chiếu vào mùa hè năm nay. Đây cũng là kịch bản được Donny đóng giày cho Vương Nhất Bác. Mới đây, blogger xứ Trung lan truyền bài đăng lý giải nguyên nhân Vương Nhất Bác hiếm khi vướng tin đồn hẹn hò với nữ giới. Cụ thể, một blogger xứ Trung lan truyền bài đăng về nhân cách vàng của Vương Nhất Bác. Người này cho biết, nam diễn viên thường xuyên mời cơm cả đoàn phim thông qua trợ lý. Đặc biệt, nguồn tin cũng hé lộ nguyên nhân Vương Nhất Bác hiếm khi bị leak ảnh với bạn diễn nữ lên mạng xã hội. Theo đó, có rất nhiều tay săn ảnh chạy theo Vương Nhất Bác, hòng chụp lại và tung tin đồn tình ái của nam diễn viên. Tuy nhiên, họ đã không thu về được chiến lợi phẩm nào bởi Vương Nhất Bác được cho là thường xuyên ở một mình. Nếu không, anh sẽ chạy rất nhanh để né ống kính của các tay săn ảnh. Ngoài ra, có một bài đăng khác tiết lộ Vương Nhất Bác hiện tại đang độc thân. Phía các nhà đầu tư thường nhờ người thân cận mai mối con gái cho nam diễn viên. Tuy nhiên, có vẻ như anh đang muốn tập trung phát triển sự nghiệp hơn là dành thời gian cho chuyện yêu đương. Được biết, thông tin này chưa được phía Vương Nhất Bác lên tiếng xác nhận. Trên các diễn đàn mạng, khán giả cho rằng khả năng tránh né ống kính chụp lén của Vương Nhất Bác rất đáng khen. Đồng thời, khán giả cũng lên án những cá nhân thường xuyên đeo bám nghệ sĩ, gây ảnh hưởng đến đời sống cá nhân, công việc của họ. Mặc dù không bao giờ vướng tin đồn hẹn hò với đồng nghiệp nữ, nhưng Vương Nhất Bác lại thường xuyên vướng tin đồn hẹn hò với Tiêu Chiến. Cặp đôi không chỉ một mà còn nhiều lần bị cư dân mạng soi ra bằng chứng mặc đồ đôi, xuất hiện cùng một địa điểm, dành cho nhau sự quan tâm đặc biệt, hiểu rõ tính cách đối phương, thậm chí ở cùng một nhà. Ngoài ra, những góc máy giấu kín phát hiện cả hai tình tứ trao ánh mắt và thoải mái trêu đùa thì nhiều vô số. Điều đáng nói là cả hai chưa bao giờ lên tiếng phủ nhận những kiểu ghép đôi của fan, nhưng cũng chưa bao giờ trực tiếp thừa nhận. Giải thích về vấn đề này có lẽ chỉ có thể nhận định rằng họ thật sự vô cùng thân thiết. Thời gian vừa qua, Vương Nhất Bác bận rộn với loạt lịch trình mới. Thế nhưng trên mạng xã hội liên tục xuất hiện những tin đồn ác ý về anh. Theo Sina, một tài khoản mạng xã hội đã bình luận dưới bài đăng của hot girl Lý Ân cho biết cô phát sinh quan hệ với Vương Nhất Bác. Cô gái nhận là bạn gái của nam ca sĩ cho biết cô đang mang thai và bị phía nam ca sĩ chối bỏ trách nhiệm, uy hiếp cô không được tiết lộ. Cô gái này muốn gặp mặt Lý Ân để đưa chứng cứ, đồng thời nhờ Lý Ân lên tiếng tố cáo Vương Nhất Bác. Tôi cần sự giúp đỡ của cô. Tôi muốn vạch trần Vương Nhất Bác. Anh ta đã có quan hệ tình cảm với tôi trước đây. Bây giờ tôi đang mang thai. Anh ta không quan tâm đến tôi, đe dọa tôi. Tôi cầu xin sự giúp đỡ của cô. Tài khoản để lại bình luận. Vì không nắm rõ thông tin, Lý Ân đã bình luận đáp lại cô gái này qua tin nhắn riêng. Lý Ân yêu cầu cô gái phải đưa bằng chứng, nhưng cô gái này không cung cấp gì trả lời. Tung tin đồn là vi phạm pháp luật. Tôi chỉ muốn những kẻ xấu bị trừng trị. Vì cô gái này trực tiếp gọi tên ngôi sao nổi tiếng Vương Nhất Bác, nên dân mạng đã chụp lại hình ảnh và chia sẻ trên mạng. Ngay lập tức, thông tin Vương Nhất Bác bị tố làm bạn gái mang thai nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán nóng trên mạng xã hội Weibo Trung Quốc. Trước sức ép truyền thông và dư luận, công ty quản lý của Vương Nhất Bác cũng nhanh chóng lên tiếng. Họ phủ nhận tin đồn và khẳng định đã mời luật sư giải quyết vụ việc. Họ dự định đâm đơn kiện cô gái trên với tội danh bôi nhọ danh dự, tung tin thất thiệt, làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới danh tiếng của nam nghệ sĩ. Công ty quản lý của Vương Nhất Bác cũng yêu cầu các bên dừng lan truyền các thông tin bịa đặt. Phía cô gái vu khống cũng bất ngờ đăng tải bài viết xin lỗi, khẳng định bản thân là người hâm mộ của Vương Nhất Bác và chỉ nói chuyện mang thai để xứng miệng. Hình ảnh bụng bầu đăng tải trước đó được cắt ghép từ ảnh mạng. Cô nàng cho biết bản thân không nghĩ câu chuyện này sẽ bị đẩy đi quá xa, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh lẫn tên tuổi của Vương Nhất Bác. Dù cô gái này đã lên tiếng xin lỗi, nhưng vẫn không thể xoa dịu sự phẫn nộ và tức giận đến từ công chúng. Đông đảo netizen đã không ngần ngại ném đá chỉ trích trò đùa của cô nàng.